Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thái Bình đã tiêu hủy 9.700 con lợn do dịch tả lợn châu Phi. Hải Dương phát triển chăn nuôi an toàn sinh học. Bắc Ninh có 5 trên 9 dự án đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Trường tiểu học Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đưa cờ vua vào trường học. Phụ nữ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình với mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình, đến hết ngày 12 tháng 3, có 11 xã mới xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có 81 xã thị trấn của 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Các xã mới phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trong ngày 12 tháng 3 gồm xã Phú Lương, Đông Hà, huyện Đông Hưng, xã Phúc Khánh, Hồng Minh, Minh Tân, Chí Hòa, huyện Hưng Hà, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Sơn, An Thái, An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy. Tính đến 16 giờ ngày 12 tháng 3, Thái Bình đã tiêu hủy hơn 9.700 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng hơn 558 tấn. Tại Hà Nam, dịch tả lợn châu Phi cũng xuất hiện 4 ổ dịch ở 4 huyện thành phố. Các địa phương và các ngành chức năng đã và đang triển khai các phương án để phòng chống bệnh dịch. Tuy nhiên, trước tình trạng trên, không ít người dân đã tẩy chay thịt lợn vì lo dịch sẽ lây lan sang người. Trong khi đó, các chuyên gia y tế và ngành nông nghiệp khẳng định bệnh dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người. Tại chợ trung tâm thành phố Phủ Lý, nhiều tiểu thương cho biết lượng thịt bán trong ngày chỉ còn được 3 trên 10 phần so với các thời điểm trước khi có dịch. Người tiêu dùng vì sợ bệnh nên không dám tiêu thụ thịt lợn. Tình trạng chung hiện giờ đối với các tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại các chợ là rất khó khăn. Giá thịt lợn hơi cũng giảm so với thời điểm trước Tết, từ 45.000 đồng 1 kg xuống còn 40.000 đồng 1 kg. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, sáng nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và một số bệnh truyền nhiễm trên gia súc gia cầm. Tại buổi tập huấn, hơn 200 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách chăn nuôi thú y cấp huyện, cán bộ thú y cấp xã và đội ngũ cộng tác viên thú y cấp thôn trong toàn tỉnh cùng cán bộ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh được các giảng viên của đơn vị sản xuất thuốc thú y truyền đạt các kỹ thuật phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm trên đàn gia súc gia cầm. Đặc biệt, lớp tập huấn tập trung đi sâu phân tích về bệnh dịch tả lợn châu Phi như giới thiệu về bệnh, virus gây bệnh, triệu chứng và bệnh tích, chẩn đoán, các đặc trưng quan trọng của bệnh dịch, đặc điểm, cơ chế lây truyền, từ đó đưa ra những biện pháp phòng chống bệnh dịch và xử lý tiêu hủy đàn vật nuôi khi có dịch đảm bảo đúng quy trình, tránh để bùng phát trên diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, lại lây lan nhanh như hiện nay, nhất là chưa có loại vaccine điều trị dịch bệnh nguy hiểm này, thì việc áp dụng phương thức chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh được đánh giá là giải pháp hữu hiệu nhất. Thời gian qua, nông dân các địa phương tập trung phát triển mạnh chăn nuôi, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Để chăn nuôi phát triển bền vững, ngành nông nghiệp triển khai hỗ trợ nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. Hiện tại, toàn tỉnh có 50 trang trại áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp và 40 trang trại đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh. Tại thời điểm này, khi mà dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, thì tại các trang trại này, đàn vật nuôi vẫn khỏe mạnh. Với tất cả các trang trại mà đã áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thì đến nay là đàn lợn đang phát triển tốt, ổn định, không có xảy ra cái vấn đề không có rất tốt và ổn định. Thì vậy tất cả những người chăn nuôi, các nông hộ chăn nuôi phải nên là thực hiện tốt các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, của các cái kỹ sư chăn nuôi, cơ quan chuyên môn, của các bác sĩ thú y trong vấn đề chăn nuôi để đảm bảo dịch bệnh. Khi áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh, ngay từ chính người chăn nuôi phải thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh từ bên trong của cơ sở chăn nuôi. Với hiệu quả tích cực của phương pháp chăn nuôi này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang triển khai nhân rộng các mô hình.
Đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay là chưa có vaccine để phòng bệnh. Vì vậy mà cái vấn đề về an toàn sinh học có ý nghĩa rất là lớn. Để hạn chế và khống chế được dịch xảy ra thì vấn đề đầu tiên người chăn nuôi cần phải thực hiện đó là về con giống. Thì phải lựa chọn con giống là có chất lượng tốt và con giống phải có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Về thức ăn thì thức ăn phải đảm bảo về tiêu chuẩn cũng như là khẩu phần ăn đối với từng loại lợn. Đối với quy trình chăn nuôi thì cần phải thực hiện quy trình chăn nuôi theo từng giai đoạn, từng lứa tuổi của lợn. Và đặc biệt cũng khuyến cáo với người chăn nuôi là nên thực hiện theo nguyên tắc là cùng vào và cùng ra. Thực tế hiện nay, nông dân chăn nuôi quy mô nhỏ phân tán trong từng hộ vẫn chiếm tỷ lệ cao, không những chỉ gây khó khăn khi nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ một số dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập, gây thiệt hại cho các hộ dân. Việc đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh là giải pháp hữu hiệu trong phòng chống dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường và mở ra hướng phát triển chăn nuôi tạo ra sản phẩm sạch, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với lòng kiên trì, đam mê và nhạy bén nắm bắt nhu cầu của thị trường, nhiều nông dân đã mạnh dạn tìm hướng đi mới, đầu tư phát triển kinh tế từ nghề truyền thống của địa phương. Ông Hoàng Văn Bốn ở xóm 1 xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là một trong những nông dân dám nghĩ đem lại giá trị kinh tế cao từ mô hình trồng hoa hồng cổ. Qua tìm hiểu thị trường, ông Bốn nhận thấy hoa hồng cổ đang dần trở thành xu hướng chơi mới của người dân bởi ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, có thể trồng trong vườn nhà, ban công hay trong khuôn viên của mỗi cơ quan đơn vị. Vì thế, ông Bốn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa hồng cổ. Vốn cần cù chịu khó, lại nhanh nhạy nắm bắt kịp nhu cầu của thị trường, nên ngay từ năm đầu tiên chuyển sang trồng hoa hồng cổ, ông Bốn đã thu lãi cao hơn so với trồng đào, trồng quất trước kia. Từ vài chục cây hồng cổ, mỗi năm ông Bốn lại mở rộng thêm diện tích và đến nay là trên 700 m² với đủ các loại hoa hồng như hồng cổ Sapa, hồng đào cổ, hồng quế đỏ, hồng bạch cổ với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Việc chuyên canh hoa hồng cổ không chỉ đem lại cho gia đình ông Hoàng Văn Bốn nguồn thu nhập ổn định, mà ông còn chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp cây giống để bà con trong xã cùng nhân rộng mô hình. Ngoài việc giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, mô hình trồng hoa hồng cổ của ông Hoàng Văn Bốn còn góp phần bảo tồn các giống hoa hồng quý, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người có niềm đam mê với các loài hoa. Nhờ tính siêng năng cần cù, ham học hỏi, ông Hoàng Văn Khương ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã từng bước phát triển mô hình kinh tế VAC. Hiện nay đã mang lại hiệu quả kinh tế với doanh thu đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Trang trại của anh Khương có diện tích rộng 2 mẫu, trong đó có gần 1 mẫu được nuôi thả cá, còn lại trồng nhãn và chuối tây. Bình quân 1 năm trang trại cho thu từ 2,2 đến 2,5 tấn cá, 5 đến 7 tấn chuối. Cho doanh thu khoảng 500 triệu đồng một năm, thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng. Thời gian qua, cùng với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, xây dựng mô hình kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Với đặc thù là một xã thuần nông, chủ yếu là gieo cây lúa, Hội Nông dân xã Xuân Thiện đã tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình hội viên thực hiện chuyển đổi canh tác, tích tụ ruộng đất, đưa các giống cây trồng vật nuôi có giá trị như bạch chỉ, trạch tả, đào cảnh vào sản xuất, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình điểm, hội thảo đầu bờ. Hội Nông dân xã còn đứng ra thực hiện ký ủy thác với các ngân hàng, với tổng dư nợ trên 16,8 tỷ đồng cho 289 hội viên vay phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã đầu tư chăn nuôi gia súc gia cầm, phát triển gia trại đem lại giá trị kinh tế cao. Với chủ đề khoa học tạo ra sự đổi mới, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 tại Hà Nội. Cuộc thi có sự tham gia của 34 đơn vị với 252 dự án thuộc 20 lĩnh vực. Trong đó, Bắc Ninh có 9 dự án với 18 học sinh tham gia và có 5 dự án đạt giải, gồm 1 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải tư. Trong 5 dự án học sinh Bắc Ninh đạt giải, giải nhì thuộc về dự án thiết bị trồng rau thủy canh thông minh Hopfo, điều khiển tự động bằng smartphone có kết nối Internet. Với các cảm biến độ ẩm, nhiệt độ ánh sáng, mực nước của em phòng
trường Trung học cơ sở Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Giải ba gồm các dự án robot tạo dáng viền cây của em Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Hà Giang, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, dự án thiết kế nắp cống thoát nước tự gạt rác của em Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Tiến Nam, trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ và dự án hát quan họ dưới thuyền truyền thống hiện tại, những giải pháp để bảo tồn và phát triển của em Nguyễn Thị Mỹ Long, Trần Việt Anh, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên. Qua đó đưa Bắc Ninh là tỉnh xếp thứ 6 toàn đoàn sau Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, Lào Cai và Quảng Ninh. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đạt được kết quả cao trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia. Hơn 3 năm nay, trường tiểu học Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào chơi cờ vua trong các tờ ra chơi và sinh hoạt ngoại khóa. Hơn 3 năm nay, trường tiểu học Trần Cao, huyện Phù Cừ đã phát động phong trào chơi cờ vua trong các giờ ra chơi và sinh hoạt ngoại khóa. Đây là môn thể thao trí tuệ, không chỉ giúp các em học sinh giải tỏa căng thẳng sau các giờ học, mà việc chơi cờ còn giúp các em rèn luyện tư duy logic. Nhận được sự hứng khởi của học sinh và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, hiện nay toàn bộ các khối lớp đều có các nhóm câu lạc bộ cờ vua. Tại các câu lạc bộ, các em được hướng dẫn cách chơi và định hướng thi đấu. Các thành viên câu lạc bộ cũng là lực lượng để trường tuyển chọn thành lập đội tuyển cờ vua của trường tham gia các giải của ngành và của địa phương. Tại trường Trung học cơ sở Tiêu Động, Phòng Tư pháp huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về luật an ninh mạng cho gần 400 học sinh của nhà trường. Với hình thức hỏi đáp và đưa ra các tình huống thiết thực gần gũi để các em học sinh tự giải quyết vấn đề, sau đó báo cáo viên sẽ giải thích thêm để các em được hiểu rõ các vấn đề trên mạng xã hội hiện nay. Các em học sinh được báo cáo viên của Sở Tư pháp tuyên truyền về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh, tổ chức hoạt động giáo dục hướng dẫn sử dụng khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao nhận thức trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng. Buổi tuyên truyền đã tạo ra sự hứng khởi và thu hút sự quan tâm tham gia của thầy cô giáo và học sinh. Qua đây đã giúp các em hiểu rõ về những mặt trái của việc sử dụng mạng Internet, những hành vi vi phạm luật an ninh mạng cần tránh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Năm học 2018-2019, trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện mô hình giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, để khơi gợi, phát triển khả năng tư duy và sáng tạo qua thực tế từng môn học. Bám sát nhiệm vụ giáo dục bậc tiểu học, những năm qua, trường tiểu học Võ Thị Sáu coi trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó quan tâm giáo dục về lịch sử, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát thông qua các chương trình ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Từng chương trình ngoại khóa được xây dựng, mỗi tháng một chủ đề gắn với thực tế. Trong chương trình ngoại khóa tháng 3 này, với chủ đề giá trị yêu thương, được thực hiện theo hình thức sân khấu hóa. Về hình ảnh những người mẹ tiêu biểu trong lịch sử và hình ảnh người mẹ giữa đời thường, tạo sự xúc động của học sinh đối với người mẹ ở gia đình và những giáo viên là người mẹ thứ hai ở trường luôn quan tâm yêu thương, dìu dắt các em lớn khôn từng ngày. Cháu thấy mẹ rất là vất vả vì cháu với cả vui và mẹ cháu rất là làm nhiều việc vì cháu. Cháu sẽ cố gắng học giỏi và không phụ lòng cha mẹ. Thì cháu cảm thấy là tình yêu mà mẹ dành cho chúng cháu là rất là lớn, sâu sắc. Và qua chương trình này thì cháu thấy cháu biết nhận lỗi những điều mà mình chưa làm tốt với mẹ và hứa là sẽ sửa lỗi trong tương lai ạ. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trường tiểu học Võ Thị Sáu quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hiện tại, 100% cán bộ giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên luôn đổi mới sáng tạo trong truyền đạt tri thức, tạo sự hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh. Mỗi môn học có đặc thù, nhưng điểm chung là các thầy cô có phương pháp khơi gợi cho học sinh gắn kiến thức tiếp thu với thực tiễn cuộc sống. Việc áp dụng dạy và học theo chuẩn kiến thức kỹ năng đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn cho cả những học sinh bình thường và học sinh khuyết tật. Học kỳ 1 vừa qua, có 1 học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia, 3 học sinh giỏi tỉnh, 100% học sinh đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Năm học 2018-2019, trường tiểu học Võ Thị Sáu chúng tôi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Chúng tôi đang được xây dựng một khu nhà 4 tầng để bổ sung phòng học, phòng chức năng. Và trong năm học 2010,
8/2019 này, với sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, nhà trường chúng tôi đã tổ chức cho học sinh không những học tập tốt mà còn rèn các kỹ năng sống, kỹ năng trải nghiệm qua các cuộc hoạt động ngoại khóa. Hoạt động ngoại khóa giá trị yêu thương cũng là một trong chuỗi hoạt động của chúng tôi trong năm học này. Hiện tại chúng tôi đang gấp rút hoàn thành khu nhà 4 tầng để năm học mới chúng tôi có đầy đủ 29 phòng học và các phòng chức năng để đón học sinh khai giảng năm học mới. Với đội ngũ giáo viên có trình độ, giàu lòng yêu nghề, mến trẻ và một tập thể đoàn kết luôn phát huy được khả năng sáng tạo của từng giáo viên trong giảng dạy, trường tiểu học Võ Thị Sáu sẽ tiếp tục phát huy tốt môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, các cấp bộ đoàn với tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đa dạng các hoạt động, xây dựng được nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa vì cộng đồng. Qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đồng thời khẳng định vị trí vai trò của đoàn, lan tỏa sức trẻ trong xã hội. Xác định tháng thanh niên là dịp để thanh niên toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động và thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Ngay sau lễ giao quân của tỉnh đoàn, các đơn vị trực thuộc, đoàn cấp huyện và cơ sở cũng phát động và triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cấy giúp gia đình chính sách, thu gom vỏ chai, rác thải trên đồng ruộng, diệt chuột, tổ chức giáo dục truyền thống, ngày hội hiến máu tình nguyện. Thông qua các hoạt động thiết thực, các bạn trẻ sẽ có môi trường thuận lợi để trải nghiệm giao lưu và học hỏi lẫn nhau, là điều kiện thích hợp để từng cá nhân, tập thể phát huy vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội. Sau 2 tuần phát động tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã trồng và chăm sóc được 7.560 cây xanh với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn 200 suất thuốc, tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu được 258 đơn vị máu, thu gom phân loại hàng chục tấn rác thải dân sinh và rác thải đồng ruộng, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang hàng trăm km đường giao thông nông thôn, tư vấn hướng nghiệp cho 4.000 học sinh sinh viên, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị địa phương và của tỉnh. Có thể khẳng định, tháng thanh niên là dịp để thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Các bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện mang đến nhiều vùng quê những việc làm tốt, tạo sự lan tỏa rộng rãi, qua đó xây dựng ghi dấu hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Bắc Ninh trong nhân dân. Là đơn vị làm điểm của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trong xây dựng câu lạc bộ phụ nữ với an toàn thực phẩm, Hội Phụ Nữ xã Yên Mạc đã tăng cường tuyên truyền, giám sát tại khu vực chợ, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất nem chua, bún bánh nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Là một trong những hộ kinh doanh thực phẩm, nên khi tham gia vào câu lạc bộ phụ nữ với an toàn thực phẩm, gia đình chị Phạm Thị Hương đã có nhiều thay đổi tích cực. Từ nhận thức đến hành động, thực hiện nghiêm túc những quy định trong quá trình kinh doanh ăn uống, đảm bảo nguồn gốc thực phẩm. Chúng tôi đã có đi học nhiều lớp an toàn thực phẩm ở huyện và tỉnh mở. Từ đầu tiên là vì mình nguồn gốc thịt là phải là nguồn gốc thịt không dịch bệnh. Và xong là đến mình phải vệ sinh an toàn, phải sạch sẽ từ nơi mình làm đúng theo quy trình an toàn thực phẩm thì là mới đảm bảo được. Chị em khi tham gia vào câu lạc bộ phải ký cam kết tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng tuyên truyền, động viên, tạo thói quen cho hội viên phụ nữ, chủ các nhà hàng sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng. Tôi có tham gia về chương trình phụ nữ về an toàn thực phẩm. Bản thân tôi cũng là mở hàng ăn, cho nên là tôi cũng cố gắng, thứ nhất là mình tự mình làm với mình mua những thực phẩm sạch, ngon để phục vụ bà con trong xóm làng mình. Yên Mạc có khu vực chợ Bút là nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng thực phẩm. Nơi đây còn có sản phẩm nem chua nổi tiếng, vì thế vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chính quyền địa phương và nhân dân đặc biệt quan tâm. Vì thế câu lạc bộ đã tập trung tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức của các hộ buôn bán giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, thông qua các lớp tập huấn, buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ tại cơ sở đã cung cấp cho hội viên những kiến thức cơ bản trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, nguồn gốc rõ ràng, cách thức chế biến, đảm bảo vệ sinh trong bữa ăn gia đình.
Trong cái thời gian qua thì Hội Phụ nữ xã cũng đã phối hợp với trạm y tế xã và mặt trận các đoàn thể là cũng tổ chức kiểm tra, đánh giá, và trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ xã cũng tiếp tục nhân rộng cái mô hình này. Số lượng của các hội viên phụ nữ tham gia thì Hội Phụ nữ sẽ cố gắng là sẽ tuyên truyền vận động để chị em tham gia vào cái câu lạc bộ này nhiều hơn để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm của xã được đảm bảo tốt hơn trong thời gian tới. Sau hơn một năm thành lập câu lạc bộ phụ nữ với an toàn thực phẩm của xã Yên Mạc đã thu hút hơn 50 chị em tham gia. Với những hoạt động bổ ích và được nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Yên Mô, góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ và nhân dân trong sản xuất kinh doanh, lựa chọn, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.